Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình Phong thủy Gia Cát. Thay mặt cho những người thực hiện chương trình, Diễm Quỳnh xin gửi tới tất cả quý vị lời chúc gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, tấn bình an. Quý vị gia chủ tuổi Bính Tuất thân mến, chắc hẳn quý vị đang rất tò mò về vận trình của mình trong tháng 5 âm lịch đúng không ạ? Tháng 5 là thời điểm cực kỳ tốt đối với gia chủ tuổi Bính Tuất. Được quý nhân giúp đỡ trong tháng 5 âm lịch về mọi phương diện của quý vị đều được thuận buồm xuôi gió. Một tin cực kỳ tốt lành, đúng không ạ? Cho chúng tôi gửi một lời chúc mừng tới tất cả quý vị. Trong khoảng thời gian trước thì gia chủ Bính Tuất tuy có nhiều khó khăn, vất vả trong cuộc sống, nhưng tháng 5 thì sẽ khác. Sẽ gặp được nhiều may mắn, có nhiều cơ hội tốt đẹp về công danh, sự nghiệp và còn có thể lên cao ở độ tuổi này. Phần gia đạo lại cực kỳ tốt đẹp. Thành công của tất cả quý vị có được là nhờ nhiều vào sự giúp đỡ ít nhiều từ bạn bè và không được sự giúp đỡ từ gia đình hoặc có thì cũng rất ít. Quý vị được nhiều quý nhân, bạn bè giúp đỡ và hơn nữa là nhờ vào năng lực của bản thân nên tháng 5 chính là thời điểm phất lên giống như diều gặp gió vậy. Do ăn ở phước đức, hiền lành, làm nhiều điều thiện tích đức để lại cho con cháu về sau. Quá tuyệt vời! Và bây giờ thì không để cho quý vị phải chờ đợi lâu hơn. Hãy cùng với chúng tôi luận giải về lá số tử vi của những người tuổi Bính Tuất sinh năm 1946 trong tháng 5 này. Xin mời! Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ tuổi Bính Tuất sinh năm 1946 trong tháng 5 âm lịch năm 2022. Người tuổi Bính Tuất sinh năm 1946 mệnh Ốc Thượng Thổ. Người tuổi Bính Tuất có tính nguyên tắc, lập trường rất cao, họ sống theo khuôn khổ và những hệ thống quy tắc chặt chẽ. Nhiều khi thấy họ bảo thủ, nguyên tắc và cố chấp. Tuy nhiên vạn nhân vạn tính, vì mỗi người là một tiểu vũ trụ, tính lập trường, nguyên tắc, khuôn phép, mực thước có thể giúp họ là những người bảo vệ quy tắc, quản lý và duy trì thành quả mà không ai tốt bằng. Tâm lý của tuổi Bính Tuất luôn luôn hướng tới việc bảo vệ, che chở những người khác, lấy đó là mục tiêu và là con đường duy nhất trong suốt quá trình hoạt động của mình. Bảo vệ người khác với những hệ thống phép tắc, quy phạm chính là sợi chỉ đỏ xuyên suốt cuộc đời, là khuôn vàng, thước ngọc, hệ quy chiếu chuẩn chỉ trong quá trình tu dưỡng, rèn luyện và hành xử. Thường ngày hay bất cứ hoàn cảnh nào họ cũng là người mô phạm, đạo đức, ung dung, hiền hậu. Người tuổi Bính Tuất mệnh Ốc Thượng Thổ có phần khô khan trong lối sống, chỉ biết làm tốt nhiệm vụ, lại cứng rắn, nên nhiều người không hợp hoặc thấy họ lạnh lùng, cô độc. Trong xã hội, họ là những tấm gương mẫu mực rất đáng noi theo, học tập cả về đạo đức lẫn tác phong, vì thế mà họ trở thành những người thầy giỏi, nhà hiền triết hay các nhà quản lý tài ba. Cách làm việc và tác phong của họ cẩn trọng, logic, chặt chẽ, thiên về phòng thủ giữ gìn, không mạnh về tiến công, nếu duy trì ổn định trật tự thì tốt. Trong tháng này, sức khỏe bản mệnh có điều rất là tốt, không có điều gì phải lo lắng. Nếu đau yếu thì cũng chỉ qua loa, gặp thầy gặp thuốc là bệnh lành. Đường số có thể lực khá sung mãn, thoải mái, làm điều mình mong muốn, tài vận khá lý tưởng, lương hưu được cải thiện, có thêm thu nhập phụ hoặc những con cái hỗ trợ thêm. Tháng này gia đạo yên ổn, các mối quan hệ gia đình, bạn bè, họ hàng, xã giao đều hài hòa tốt đẹp. Nhờ thái độ đối nhân xử thế khéo léo mà luôn được mọi người quý mến, kính trọng. Gia đạo êm ấm, con cháu chăm ngoan, học hành thành đạt, tình cảm gia đình bền vững. Xét về thiên can, Bính Dương Hỏa gặp Bính Dương Hỏa nên gọi là tỷ kiên, nghĩa là ti hòa với bản mệnh. Trong tháng này, những người tuổi Bính Tuất cần phải đề phòng có tranh chấp với anh chị em hoặc bạn bè người thân quanh mình. Cũng cần phải cẩn trọng có tiểu nhân quấy phá, sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến công việc của gia đình mình. Ngoài ra cần chú ý nghỉ ngơi, ăn uống điều độ, hoạt động thể dục thể thao phù hợp với độ tuổi, tránh suy nghĩ nhiều, khiến đầu óc căng thẳng, thân thể suy kiệt dẫn tới bạo bệnh. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Đa phần tuổi Bính Tuất đều an nhàn hưởng tuổi già, nếu vẫn còn làm việc, mọi thứ suôn sẻ, kết quả khả quan. Trong tháng này, mệnh chủ có thể nhận được một số cơ hội hợp tác làm ăn có lợi, còn có thể được quý nhân phù trợ, đặc biệt là trong các dự án về bất động sản hoặc các chính sách hỗ trợ xã hội. Năm Nhâm Dần năm 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ, để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho quý vị gia chủ tuổi Bính Tuất để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc.
không ít người dễ gặp họa phá tài, phải bỏ ra một khoản lớn vì anh em, bạn bè hoặc đổ nhiều tiền hơn vào đầu tư các dự án bất động sản nhưng chưa thu hoạch được thành quả như mong muốn. Nếu tình hình đầu tư không hiệu quả, đã kéo dài quá lâu, đương số nên suy nghĩ lại về con đường mình đã chọn, đừng cố chấp một cách mù quáng, cũng nên hạn chế giao lưu với những người không đáng tin cậy kẻo bị lừa lọc, lợi dụng. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân và quý thần tương trợ, dùng điều hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho các quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Theo phong thủy lộc tài, trong tháng Bính Ngọ năm Nhâm Dần, tình hình sức khỏe của tuổi Bính Tuất được cải thiện khá rõ. Một số căn bệnh mãn tính cũng có dấu hiệu chuyển biến tốt nhờ hợp thầy hợp thuốc. Tháng này, thời tiết cũng bắt đầu vào hè, thời tiết cực đoan có thể sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của bản mệnh. Các bạn hãy chăm chỉ rèn luyện thể dục, vận động đúng độ tuổi và đừng quên các buổi khám bệnh định kỳ với bác sĩ. Đi lại trong tháng này cũng cần phải cẩn thận hơn, chỉ một chút không may mắn dẫn đến ảnh hưởng nhỏ đến sức khỏe của các bác thì cũng rất khó hồi phục. Các quý vị gia chủ Bính Tuất hãy luôn mang theo bên mình một pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để có thể phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Bính Tuất. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Xem tử vi Bính Tuất sinh năm 1946, các mối quan hệ gia đạo trong tháng đều được duy trì ở mức ổn định, hài hòa. Đặc biệt, nữ mệnh sẽ gặp may mắn trong tình cảm hơn so với nam mệnh. Nữ mệnh tháo vát, giỏi lo toan nên luôn có thể chu toàn cuộc sống, vừa chăm lo đủ đầy cho gia đình, lại vừa không quên chăm sóc bản thân cho nên gia đạo vô cùng êm ấm. Nhìn chung gia đạo rất an yên, không có điều gì phải lo ngại. Bản mệnh cũng vui vầy bên con cháu mà không bị những mâu thuẫn xung đột gây phiền nhiễu. Các mối quan hệ họ hàng, làng xóm, bạn bè đều hài hòa tốt đẹp. Tuy nhiên cũng không thể tránh được những thời điểm bị ảnh hưởng của tâm lý tuổi già, nên sinh buồn tuổi, cảm thấy không ai hiểu mình, rất cần có người bên cạnh chia sẻ kịp thời, nhất là với những người không còn bạn đời, con cháu, cần phải thường xuyên quan tâm và hỏi han, có thể khuyến khích bản mệnh ra ngoài, gặp gỡ bạn bè đồng niên để có người bầu bạn, chia sẻ tinh thần sẽ phấn chấn hơn. Ngoài ra ở tuổi này, mệnh chủ nên suy nghĩ thoáng hơn, con cái, hãy giao quyền quyết định cho con cái, tránh can thiệp và quản lý quá chặt chẽ, gây ra khúc mắc giữa hai bên. Tổng quan, tháng 5 âm lịch năm 2022, tháng Bính Ngọ, năm Nhâm Dần. Tháng 5 được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 5 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 5 năm 2022, tức ngày 30 tháng 5 năm 2022 đến 28 tháng 6 năm 2022 dương lịch. Tháng 5 Bính Ngọ có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa, Thắng Ngọ, Lục Hợp Mùi, Tam Hợp Dần và Tuất Thành Hỏa Cục, Xung Tý, Hình Ngọ, Hình Dậu, Hại Sửu, Phá Mão và Tuyệt Hợi. Đối với người tuổi Bính Tuất trong tháng 5 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày sau. Ngày âm lịch, ngày 10 tháng 5 năm 2022, tức ngày 8 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Thìn, có nạp âm là Trường Lưu Thủy. Ngày âm lịch, ngày 22 tháng 5 năm 2022, tức ngày 20 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Thìn, có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Bính Tuất. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết và không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Bính Tuất trong tháng 5 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 9 tháng 5 năm 2022, tức ngày 7 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Tân Mão, có nạp âm là Tùng Bách Mộc. Ngày âm lịch, ngày 21 tháng 5 năm 2022, tức ngày 19 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Quý Mão, có nạp âm là Kim Bạc Kim. Đây chính là hai ngày cát lành để các quý vị gia chủ tiến hành. Các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ. Trong những công việc
như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phú long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã cùng nhau phân tích xong về phần luận giải lá số tử vi cho những người tuổi 1946 Bính Tuất trong tháng 5 âm lịch. Và chắc hẳn quý vị cũng biết được mình cần phải làm gì cho tương lai, đúng không ạ? Thông qua chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi cũng luôn mong muốn rằng quý vị hãy áp dụng những kiến thức mà Phong Thủy Gia Cát chia sẻ vào trong cuộc sống hàng ngày của mình để có thể thay đổi vận mệnh của mình trở nên ngày một tốt hơn, thành công hơn. Cảm ơn tất cả quý vị đã luôn quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Còn bây giờ thì xin nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung được phát sóng tiếp theo trên kênh.